Ngoài việc được xem là cổ đình, đình Quế Sơn còn chất chứa những giai thoại gắn bó với văn hóa lịch sử nơi đây. Nguồn gốc bí ẩn của chiếc hộp sọ cọp khổng lồ trấn làng, ngôi miếu ông hổ linh ứng trừng trị kẻ ác, đình thiên trấn yểm vượng khí đất làng hiện vẫn đang được người dân nơi đây lưu truyền. Theo thời gian, đình Quế Sơn, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, Bến Tre vẫn sừng sững trên nền cũ ngổn ngang gạch tàu đá tổ ong. Theo những bậc cao niên tại xã Quế Sơn, đình cổ Quế Sơn đã ngoài 300 tuổi. Anh Trần Văn Giếp, người trông giữ ngôi đình cho biết, cho tới nay không có tài liệu chính thức nào ghi lại. Tuy nhiên, người xưa truyền lại rằng đình thành lập cùng lúc với chùa Hội Tôn. Như vậy, cho đến nay, đình này đã ngoài 300 tuổi. Ngôi miếu Thần Hổ, nơi được xem như địa điểm linh thiêng bậc nhất đình. Cũng theo anh Giếp, ngôi đình này có rất nhiều điều thú vị. Đình Quế Sơn được biết đến như một ngôi đình lớn nhất, bề thế nhất xã Quế Sơn xưa. Theo lời người xưa, đình có khuôn viên rất lớn, có nhiều phòng, bệ thờ, có cả sân hát bội. Sự quy mô và tuổi đời cổ kính của đình thể hiện trên những phế tích còn được lưu giữ cho tới ngày nay. Năm 1966, đình được trùng tu nhưng người ta không thể dùng cuốc để đào móng vì đụng phải lớp gạch ngói, gạch tàu, đá ong vụn vỡ từ những lần trùng tu trước còn sót lại. Đến nay, để đào xới trong khuôn viên, người ta phải dùng xà beng chứ không có cuốc xẻng nào chịu nổi. Qua đó có thể thấy, ngày xưa đình lớn đến thế nào và trải qua biết bao lần trùng tu quy mô, anh Giếp khẳng định. Tuy nhiên, theo anh Giếp, điều khiến đình Quế Sơn trở nên linh thiêng bậc nhất nơi đây nằm ở chiếc hộp sọ to lớn bí ẩn đang được thờ tại ban thờ chính của đình. Theo các nhà nghiên cứu, phần lớn đình làng ở Nam Bộ đều có miếu thờ cọp ở phía trái sân đình với chức tước sơn lâm chủ tể. Tuy nhiên, những ngôi đình có và dùng một bộ phận nào đó của loài cọp để thờ thường là rất hiếm. Đặc biệt, chiếc sọ cọp lớn và có tuổi đời cao như ở đình Quế Sơn lại vô cùng hiếm hoi. Theo người dân nơi đây, nguồn gốc xuất xứ của chiếc sọ này cho đến nay vẫn là điều bí ẩn. Nhiều giai thoại ly kỳ xung quanh chiếc sọ này vẫn được các bậc cao niên nơi đây lưu giữ. Theo đó, có giai thoại cho rằng, xưa kia vùng này vốn nổi tiếng là có nhiều cọp lớn, trong số này xuất hiện một con cọp vàng to lớn nổi tiếng là hung dữ. Cứ nhập nhoạn tối, con cọp này thường đi từ rừng ra vào làng tìm bắt trâu bò trẻ nhỏ. Rất nhiều thanh niên trai tráng tìm cách tiêu diệt con thú dữ này nhưng đều thất bại cho đến khi có một con cọp trắng khác xuất hiện. Hai con cọp này lao vào tử chiến. Cuối cùng con cọp dữ bị hạ gục. Tuy nhiên sau trận tử chiến, con bạch hổ cũng bị thương rất nặng, cố bước vào khuôn viên đình Quế Sơn trốn biệt. Sau trận tử chiến trên, dân làng không còn bị thú dữ quấy phá nên cho rằng chính con bạch hổ đến để bảo vệ dân làng. Sau đó, khi trùng tu ngôi đình, người ta phát hiện hộp sọ cọp to lớn trong khuôn viên đình. Cho rằng đó chính là phần còn lại của ông hổ trắng, người dân đem hộp sọ này về thờ trong đình với mong ước dân làng được bảo vệ. Liên quan đến nguồn gốc của chiếc hộp sọ bí ẩn, anh Giếp cho biết, tôi được các hương cả đi trước kể lại rằng, trước khi dựng đình, dân làng phát hiện xác ông hổ nằm rủ ngoài đó. Tin tưởng việc thần hổ bảo vệ dân làng, người dân bàn nhau xây dựng đình và rút phần thể xác của ông vào thờ. Trước đây, khu vực này nhiều cọp lắm, nhưng sọ cọp lớn như thế thì chưa thấy bao giờ. Ngỡ đó là ông về độ làng, nên người xưa tắm rửa sạch sẽ rước sọ ông về thờ trong đình. Theo anh Giếp, sau này rước chiếc sọ trên về thờ trong đình, người dân trong làng không còn bị thú dữ quấy phá. Dù trước đó làng Quế Sơn nổi tiếng là nhiều cọp. Người xưa tin rằng ông 30 rất linh nghiệm nên có tục cúng đầu heo và các dịp cúng đình. Nói về tục này, anh Giếp cho biết, thời trước, các ông hương chức cũ đều đem một cái đầu heo đến trước miếu thờ ông hổ trong các dịp cúng đình. Điều kỳ lạ là sau khi tàn nhang, người ta quay ra chỗ cúng thì không còn thấy cái đầu heo nữa. Sau này hiện đại hơn, chúng tôi vẫn giữ tục cúng heo nhưng không để nguyên nữa mà xẻ ra thành thịt. Nhiều năm trở lại đây, chuyện mất đầu heo trong các lễ cúng không diễn ra.
Tuy nhiên, ngôi miếu nhỏ thờ ông Hổ phía sau đình Quế Sơn vẫn là nơi bí hiểm và nổi tiếng linh ứng bậc nhất. Anh Giáp khẳng định có rất nhiều chuyện lạ diễn ra xung quanh ngôi miếu nhỏ này. Anh kể, từ xưa đình đã nổi tiếng linh thiêng, rất nhiều người tin tưởng đã đến đình xin được bình an, làm ăn phát đạt và đã được toại nguyện. Các đời trước thì tôi không rõ, chứ từ khi tôi làm ông tù ở đây thì chứng kiến rất nhiều người đến đình cầu con xin sức khỏe, làm ăn phát đạt. Nhiều người trong số này đạt được ước nguyện và đến đình cúng trả lễ. Tuy nhiên, cũng không có ít trường hợp bị quở vì dám mạo phạm đến nơi linh thiêng. Anh Giáp cho biết, chính anh đã chứng kiến trường hợp bị thần hổ quở vì mạo phạm đình. Trước đây, khi ngôi miếu ông Hổ bằng cây bị sập, người dân chưa kịp sửa chữa thì có một người phụ nữ tự tiện đến lấy 3 miếng gạch ở miếu đem về nhà mình để lót đường đi cho khỏi lầy lội. Vài ngày sau khi người này đem 3 miếng gạch về, tự nhiên chị không bệnh mà liệt nửa thân dưới không thể đi đứng. Sau này khi được người lớn mách bảo, chị ta đem gạch đến miếu trả, mang đầu heo lễ đến miếu ông Hổ cúng thì đi lại bình thường. Từ câu chuyện trên, ngôi miếu nhỏ càng trở nên huyền bí và linh thiêng trong tâm trí của người dân Quế Sơn. Anh Giáp cho biết, sau câu chuyện nhóm màu liêu trai trên, nhiều người tin tưởng vào sự linh thiêng của ông Hổ. Nhiều người vì tò mò tìm cách lén vào miếu, dỡ tấm khăn đỏ che kín tượng ông Hổ trong miếu và phải trả giá đắt. Ở đây không ai dám chạm tượng trong miếu, cũng không ai dám dỡ tấm vải che tượng, đó là điều cấm kỵ. Đến nỗi hàng ngày khi gió thổi làm rơi tấm vải che tượng trong miếu, tôi cũng không dám tự tiện nhặt lên. Tôi phải đợi đến cuối ngày tắm rửa sạch sẽ thắp hương xin ông thì mới dám nhặt vải lên che lại. Anh cho biết, sở dĩ anh cẩn trọng như thế vì đã chứng kiến nhiều chuyện lạ sau khi có người tự ý dỡ khăn xem tượng. Anh kể, trước đây có ông từ cũ, chưa thấy tượng trong miếu bao giờ nên ông tò mò. Ông này lựa lúc vắng người, tự ý dỡ tấm vải che lên xem tượng rồi về khoe khoang. Về sau, ông bệnh rất nặng, thuốc thang không biết bao nhiêu nhưng mà vẫn không khỏi. Cuối cùng, ông này đành nằm một chỗ cho tới chết. Anh Trần Văn Giáp cho biết, mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, qua nhiều lần trùng tu sửa chữa bị đạn bom, chiến tranh tàn phá, đình Quế Sơn vẫn lưu giữ được những cổ vật gắn bó với đình suốt 300 năm qua. Ngoài các vật dụng như là bàn ghế, ban thờ, tủ thờ, vật dụng, tượng thờ có tuổi đời hơn 300 tuổi, thì đình còn lưu giữ được các bức sắc phong của nhiều vị vua trong các triều đại khác nhau. Đến nay, đình còn lưu giữ vẹn toàn là 6 sắc phong của các đời vua nước ta sắc phong cho đình. Theo tôi được biết thì đây là đình có nhiều sắc phong nhất của tỉnh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!